Ai cười? Ai cười? Cười bắt tiếp đi. Nè. Đúng không? Chụp hộp. Đẹp. Ui cha! Bể cái thùng nước lèo của tôi rồi. Đông công rửa bắt tiếp, té ụp dành cái bụng như là con ếch ương gì đó. Ý trời ơi! Cái bụng của nhà mà dế như con ếch ương. Đỡ vậy coi. Ây da. Sao vậy? Ui da, nó nhức cái tay nè. Sao nó mỏi cái chân nữa. Động công đấm bóp cho thiếp đi. Trời, đấm bóp mất mặt thừa tướng hết. Có đấm không? Thì thiếp kêu người khác đó. Kẻ nào ba đầu sáu tay dám đấm cho ai cơ? Cái dĩa mất gừng của tôi hả? Tôi chém hết tất cả. Đấm không? Thôi được rồi, để tôi đấm. Bơ quân hầu, ông bại hầu hết nghe chưa? Anh à, nghe ông dặn. Ai mà có hỏi ông thì nói ông bận nghe chưa? Quân hồ, nói rằng ông bận đấm bướm cho bà vợ trẻ nghe chưa? Ý trời ơi, đấm bóp mà còn chết hiểu nữa, mất mặt thay sự hết. Có đấm hơn nè. Thôi thì để tôi đấm mà. Thần này cho kiếp thần ta chồng già vợ trẻ là tiền ba đời tù tì vợ mình đấm bóp chớ đấm vợ ai ông trời tạo nghiệp bà lá lại gieo bài tù tì ông tơ nguyệt lão khéo xe tơ kết tóc ông kết cho một nùi. Đúng không? Trăng tròn 16 hồng nhan, trung trinh giữ đạo tam can ngũ thường. Đứa chồng chịu mến đấm bóp vợ yêu, gai kề má tựa thích thái ông chồng. Mong sao nguyện mãi yên quan, trăm năm sống chết đến khi bạc đầu. Tình phụ tử thiêng liêng cao cả, đảo làm còn phải giữ cho tròn. Nghe tin cha trọng bệnh trầm khả, con mới vào đậy thăm dưỡng phụ. Ồ, hiểu thảo quá. Bệnh cha đã thuyên giảm, cha đã giáng bản cấm cả người cả quỷ cả ma. Bố ơi, bố thương cha bố kiếp lui ra, không thì cha bố chết à bố. Con muốn hiểu duyên cớ nào cha lại không cho con vào đây hầu vậy cha. Không giấu gì con, hôm nay cha đã có ai cơ. Ai cơ mỹ nữ tên gọi là Điêu Thuyền. Điêu Thuyền, Điêu Thuyền, Điêu Thuyền.
mày nhức răng hay sao mà mày nghiến răng dữ vậy à bố? Ra đây. Hả? Ra đây. Cha kêu mà một tháng lương. Ra đây. Hai tháng lương. Ra đây. Ba tháng hả? Ôi, cha cho mày một thối vàng luôn. Trời ơi. Bố, vậy con hãy vào trong ra mắt kế mẫu của con đi con. Quỳ xuống đi con. Dạ, dưỡng tử Lữ Phụng Tiên xin đê đầu ra mắt kế mẫu. Mẹ miễn lễ cho con đi ái cơ. Mẹ miễn lễ đi. Nó con của chúng mình đó. Ừ. Mẹ. Mẹ. Mẹ 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 mẹ. Mẹ miễn lễ cho con. Sao con không về? Xin hầu. Cha bãi hầu. Xin châu. Cha bãi châu. Xin châu. Bãi châu. Xin châu. Bãi châu. Xin 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 châu. Ô. Mày cha tao hay tao cha mày? Ai cha cũng được. Trời ơi, mày ngon ha. Mày không chịu về ha. Tao cho quân hồng nó đuổi mày nha. Cho mày mang nhục. Quảng à. Quảng ơi Quảng. Quảng à. Quảng. Dạ, dạ. Ông gọi con. Mày ngủ ngoài vậy mày? Em ngủ á. Nghe ông dạy nè. Mày nói rằng dân thái sư lĩnh dạy đuổi ông Hồng ra khỏi Vinh Tiền. Đi đi. Đuổi ông Hồng. Dạ. Đi đi. Dạ. Dạ. Mày đi đâu đi Quẩn? Dạ, dân lệnh thái sư dạy đuổi ông thần, không phải đuổi ông Hồng ra khỏi Vinh Tiền. Mày vào mày báo lại bà của mày, lửa lời xua đuổi làm chi? Bố mà về mặt tình ái kia dầu ngang dầu dốc. Điêu thuyền bồi băng đầu. Đã trao nhau đầu tiên gặp gỡ, nàng bội dung chẳng phân qua lời ta từ. Nay con thuyền tấp bến xa bờ, để cho bên thương sầu cô liêu quạnh hiu. Nàng âu yếm với đống da bên mình, bao đắng cay trò đời đi qua. Nhớ khi xưa ta gặp nàng, cắm hoa tươi sở bình chớ ta. Mến sắc hương nàng gửi trao thần ơ à. Xin tướng quân thân này gửi vào vai Phụng Tiên. Thà bình dở gương tàn, không ôm hận hùng anh. Nay phải lì tình. Điêu thuyền, điêu thuyền. Không, không, đóng cát, đóng cát. Tình nghĩa phụ ta đây chấm dứt, mặt tình ta ngang dọc tung hoành. Lữ Phụng Tiên đoạt lại mỹ nhân, đừng trách bổ sao tao phải. We'll be right back.
kia mày. Dạ dạ thưa ông, có một người dễ sợ nên con muốn đưa qua. Người ấy chẳng xa vốn dòng họ Đổng, con đang giác cổng ổng đập đại. Ổng vô gương mặt hầm hờ tay thôi chân đá, ổng còn hăm dọa là chẳng trả tiền lương. Ai mà không trả tiền lương mày? Dạ là Lý Nhu Danh Đổng. Cái thằng chói gà không chặt được, cho nó vào. Dạ. Dạ, Lý Tham Mưu xin bái chào nhạc gia. Lý Nhu, con vào đây có chuyện gì? Nói đi. Dạ thưa cha, con gặp phùng tiên, cơn giận dữ người đã trước nơi dinh tiền. Do quốc ngức tình duyên, con liền nhủ khuyên đôi lời. Người bài phân, cha lại nỡ đành tắm chim đoạt điêu thuyền. Tự duyên tan vỡ phùng loạn, làm rối tâm ôn hầu. Nhưng dù sao cha nên dẹp tình nhà mà lo chuyện nước non. Chức của cha thái sư đương triều, khi quốc biên phải lo mọi bề. Xin cha già nên xét suy tận tường, nếu gương sáng càng anh hùng vì non nước cơ đồ, là bất di là trang trâu mày. Bao lời phân kẻ xin cha già càng xét suy, việc đúng sai tùy tâm nên tính toán. Kẻo mất ngay cơ đồ. Lời con nói cha đầy thức tỉnh. Nhu, hãy cho Lữ Ôn Hầu đánh dinh tiền. Xin tuân lệnh. Lữ Phụng Tiên xin ưng hầu. Bồ con, cái chuyện vừa rồi đáng tiếc xảy ra. Bỏ nhà con, lo việc nước, trên cha muốn quơi cây giáo bạc. Dưới con quyền cút lưỡi gươm vàng, vào trào ca đột lấy ngai vàng. Trên cha nắm ấu quân quăng xuống, dưới phương tiên ngoạ kích con đâm lên. Không nghe là chết cha rồi. Vậy thì đi trước có Lý Nhu, cha đi giữa, bên sau là có Ôn Hầu hậu tập. Cha kêu đứa nào nấy dạ nghe không? Để cho cha yên tâm. Nhu. Dạ. Bố. Dạ. Nhu. Dạ. Bố. Dạ. Nhu. Dạ. Bố. Dạ. Bố mày đi theo cha nè bố. Điêu thuyền dạ. Nếu nơi đây nàng chẳng bài lời, em muốn thợ không trông thấy mặt. Lữ Phượng Tiên dạ ra, có người ta bậy, có người ta giả. Phượng Tiên tâm đức đoan tạo khang, phương truân chuyên biết đơn tựa vào đâu. Tuổi thân bạc phần, lời nguyện con gái kinh dân tài trai có chút mai gì qua. Giờ người phụ tôi nước trôi bọt bè,
Thôi thôi em quay về đi, và đóng Thái Sơ quyền quy. Xem như cuộc tình mộng tan, mây bay bèo trôi. Thuyền sang sông vỡ tan mộng mưa, ta thời liệt quanh. Chinh chiến sông pha trận tiên, vũ lòng hoài hùng. Ha kiếp sợ một ai, nay đành xuôi tai mi nữ. Cười hay khóc chót lưới đầu môi, khi biết già điều thuyền. Thôi về đi, dưới đông Thái Sư đang chờ nàng. Trời tao trái ngang nghịch cảnh lá lai, giữa chốn trần gian bao đau thương cho đời nhị nữ. Làm cho tình đầu tán dở, người tôi yêu có biết đâu. Chỉ vì quyền của Thái Sư phải cúi đầu tuân mạng, thừa tướng lệnh như thiên tử chẳng dám không tuân theo. Giờ hành đạo rước xe qua tiếp, nghĩ về họ Lữ nào ngờ đâu đưa vào hoàng cung điện các cung đông gia. Ân ai đời qua giờ đây mang tiếng thà đừng mến đương thương ngài kỳ vỗ sông đường. Cha dương đoạn mời dùng tướng, yên tiệc bị bàn tăng ngạch quan. Được lĩnh cha hiền bồi yến phụng tiên, nhịp ô thước thuyền cùng hoa lương. Nơi chàng cuối sạch thay ta thề nguyện chắc gia, bình dở gương ta cho thân phận bó bèo. Mong tình sang phố quê đón chờ cô nhân. Vẫn buồn tuổi kiếp hồng nhan, lời thiếp bày tỏ mong ai thấu lòng. Điêu thuyền ơi, giữa ba quân ngàn tướng Lữ phụng tiên này, không kiếp sợ một ai. Với một cây phương tiên hỏa kích trong tay, quyết dục xích thố sông pha tạo trừ thập bát lộ chư hầu. Phải cúi đầu thần phục sát địch thù như thủ vật thảm nang, đoạt thành thâu lý gian danh vốn bệ thế. Mà giờ đây ta phải xuôi tay, nghe lời mật ngọt vào tim của mỹ nữ điêu hoa. Quên lời vàng đá sau bội ước dòng thề. Lời ước giao đó giờ đây chồng, ta tin tưởng lời kia là sự thật. Mong mỗi một ngày phao cưới rền vang. Nhưng có ngờ đâu người giống nghĩa phụ tình xưa, để cho ta ngày đêm mong
đông con nước xuôi, còn nàng thì thả ngược ai làm cho phím lạc tơ trùng. Nông cao ai đắp mới cao, sông sâu ai bơi ai đào mới sâu, tình này chán dở gì đâu, phản tình bối nghĩa bởi gió điêu thuyền. Làm gì khóc? Khóc cái mặt thì ghét. Không ai hiểu tôi hết á. Như vậy thì tôi sẽ chạy tới đầu cầu, tôi nhảy xuống sông rồi tôi uống nước thôi. Uống nước thì nó. Lỡ tôi chết thiệt thì sao? Chết thì chôn. Hả? Trời ơi, muốn chết mà sợ chết thiệt nữa. Như vậy là chắc chết thiệt rồi. Một cản hơn. Không bao giờ cản. Hai cản hơn. Ta nói không bao giờ cản. Chết đi mới rửa được nhuốc nhơ. Phải, chỉ có cái chết mới rửa sạch nhuốc nhơ. Chính điện. Khoan khoan. Điêu thuyền ơi, chớ vội chết mà chi. Bỏ phụng tiên cô độc một mình, bởi quá thương nên ta đây thử thách. Chuyện trúc mai trời tài ghê sắc, ta xây quen ương tổ âm chung đôi, chim nở liền cành, nếu đông già khắc ngăn. Bố việc không tha. Lữ phụng tiên. Trời ơi, điêu thuyền Lữ Bố kìa. Ôi bạn ơi, hỡi bạn, tình hỡi là tình, điêu thuyền lấy bố bỏ mình, đâu là quay kích lai sát tử. Lữ Bố động trang. Lữ Bố động trang. Hay vẫn son tô điểm sang hạ, tránh giành mỹ nữ luật trời ác lai, chư ban hận quốc đổng gian tà, liên quần dũng kế đắc thành gió.